Rồi, con đi nè. Rồi, ok. Bây giờ là bà cũng như ông. Chúng ta thầy đều có tội lỗi hết, cho nên cứ đều phải sám hối hết nhé. Bà lần lại theo tôi này, lạy Chúa. Con biết con là kẻ có tội. Con biết con không tự cứu được con. Nhưng con biết rằng Chúa yêu con. Bởi cớ đó, Chúa Giêsu đã đến thế gian, chết thế tội lỗi cho con, đổ huyết ra, rửa sạch tội lỗi con. Ngày hôm nay, con tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa. Con tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cái chết. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Amen. Rồi có một cái điều này tôi nên nói với bà luôn này. Bà không nên đeo cái vòng này nhé. Bởi vì cái vòng này nó có những quyền lực của Satan đang quỷ trong đó. Nếu mà nó rẻ thì đặt đi, mà nếu nó mắc thì bà lại cho tiền vào. Cái tiền đấy mua thức ăn, đổ xăng không được mang vào nhà thờ. Ok. Là bây giờ bà bị đau nhức từ đầu đến chân, bà có tin rằng Chúa sẽ giúp một lượt tất cả mọi bệnh tật cho bà không? Này, amen. Dạ, amen. Bà tên đầy đủ là gì? Dạ. Bà tên đầy đủ. Dạ. Bà Túc. Dạ. Trong danh đại quyền hiện nay của Chúa Giêsu ở Nazareth, ra lệnh cho tất cả những bệnh tật, sự đau đớn mà Satan ma quỷ đã đem đến trên đời sống của bà. Túc phải lìa ngay khỏi bà một lần từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Sự đau đớn tan biến, sự mệt mỏi không còn, nhưng danh Chúa Giêsu Kitô. Amen. Amen. Kiểm tra xem. Bao nhiêu phần trăm? Rồi, cái cho là 50. À, rồi. Bạn phải cảm ơn Chúa đi. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta không chấp nhận 50% đau nhức bệnh tật từ đỉnh đầu đến gót chân. Nó phải tan biến ngay giờ phút này. Chào rồi. Bao nhiêu phần trăm rồi? Cảm ơn Chúa đi. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta không chấp nhận 20% đau nhức bệnh tật, không còn đau nhức ở nơi cổ nữa. Tan biến hoàn toàn sự mệt mỏi từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Tan biến hoàn toàn. Amen. Bao nhiêu phần trăm này? Bao nhiêu phần trăm? Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Biết nói những sự bao phủ bà. Lúc từ đầu đến chân giữ lại sự chữa lành này 24/24. Từ nay khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Amen. Rồi. Ông bà được Chúa chữa lành. Đó là ân điển của Chúa ban cho. Nhưng mà muốn giữ được sự chữa lành, tại vì thật sự là Satan ma quỷ nó không được, nó sẽ tìm cách nó quay lại nó tấn công. Chứ ông bà phải học lời Chúa nha. Đọc Kinh Thánh. Khi ông bà đọc Kinh Thánh nào rồi thì ma quỷ đã không quay lại nữa. Có nhiều người mà kiểu mắt kém thôi, có khả năng đọc đấy, thì con kiếm cái audio Bible ấy, người ta đọc sẵn cho mình chỉ để nghe thôi. Thì cái đó rất là tốt. Anh Dương biết sẽ mở cho ba má nghe xem. Yeah. Yeah. Ok. Ở nhà con thấy kêu đằng trước cái kêu cái gì ba? Mình bắt quái hả? Bắt quái. Ba nói. Cái đó không tốt đâu. Bởi vì cái đó là mời gọi những quyền lực đen tối của thế gian, của Satan. Bây giờ ông bà đã được Chúa tha tội, ông bà đã trở thành con cái Chúa rồi. Đừng để nó ở nhà nữa. Bởi vì rất nhiều người không biết, có nhiều người để phong thủy trong nhà nghĩ là khoa học nhưng không phải. Họ mời gọi quyền lực tối tăm của Satan mà quỷ vào đấy. Và rồi, đấy là lý do tại sao mà quý vị có thì vẫn cứ bệnh tật như thường, mà lại không hết. Còn trong bây giờ, quý vị thấy chỉ có vài phút thôi, Chúa tha tội cho quý vị là hết ngay. Để qua đó là quý vị kinh nghiệm được là Chúa quyền năng như thế nào. Nó thật sự mấy cái đau nhức là nhầm nhau gì. Trong một vụ của tôi ngay buổi sáng nay tại Đức Linh ở vùng Bình Thuận, có hai người bị biếu cổ mà công bố Chúa cho nó tan luôn. Còn trước khi đến đây này, ngay dưới nhà này có người chị em đã từng bị coi như là cũng dạng biếu cổ mổ rồi nó lên lại, đứng ngay ở đây mà công bố cái hột đã đi luôn.
vợ ông công an ở gần khu tập thể công an,